Dạ. Để máy còn lót kìa. Đừng có tưởng rồi. Đừng có tưởng biết lay off mà kiểu đã vậy á, cũng tự bị lay off luôn. Má bị do kêu uống xì tinh, uống xì tinh sâu nhiều quá, đụng má uống đéo bự. Mới mua rồi đó mà còn như đó đó. Gió à. Để cho mua tiếp, mua hết đi. Dạ, đá là ổn. Nè nè nè, đứa cao đây em đập cho này. Cho mày nữa, nữa nè. Nữa mà, đủ mà. Dạ, đủ. Một cái chơi mà. Sao mày không dạ? Chị muốn chứ nhiều. Nè. Rồi. Rồi, cảm ơn chưa. Đủ không? Ở Evolve thì những người đồng đội rất là tốt. Họ luôn làm cho em có cảm giác thoải mái và vui vẻ để em dễ dàng trong việc thi đấu. Được. Rồi, được. Bài thứ 8, tung bài thứ 8. Chưa? Anh đã đi ấy nha. Từ lúc em bắt đầu đánh chuyên nghiệp á là em đã đánh chung với Ba Ke rồi, cho nên kiểu nhớ là lúc em out Severus thì lúc đó cũng hơi buồn xíu, nhưng mà từ từ cũng qua, nhưng mà hai đứa vẫn còn chơi chung rất thân. Hôm nay như tuyển bố nhận nghỉ Son và Ba Ke. Tại trước khi mùa giải bắt đầu thì giới chuyên môn đặt dấu chấm hỏi rất lớn cho bộ đôi mid rừng của tụi mình. Có kiểu như khóa lấp được vị trí của đêm 1 không? Thì mid rừng của mình đã, Ba Ke và Son đã cố gắng rất nhiều và giúp team đạt được thành tích tốt. Em đã rất là nghiêm túc với bản thân mình và cố gắng dành hết thời gian cá nhân vào để luyện tập, để giúp bản thân mình cải thiện nhiều hơn và tốt hơn. Và những người xung quanh cũng em cũng động viên rất nhiều, như mẹ em và người yêu em đã cổ vũ em rất là nhiều. Đó là những điều đã giúp cho phong độ em tốt như hiện tại. Theo em thì Ba Ke và Địa là đều là hai người đi đường giữa tốt, nhưng mà do Ba Ke chơi chung với em khá lâu rồi, chơi chung cũng 2-3 mùa rồi, thậm chí 3-4 mùa chứ, cho nên là em nghĩ với Ba Ke ăn ý hơn. Đầu mùa giải thì em biết được tính BA có quá Evolve thi đấu thì em rất là tự tin. Và em cũng trao đổi với BA là môn này cả hai đứa cố gắng làm cặp bọt hay nhất VSET. Thì tụi em cứ cố gắng hơn. Hai thằng cùng tin tưởng nhau rồi có sai thì sửa, nên em thấy môn này cả hai thể hiện rất là tốt. Cảm thấy ở Evolve khá là tốt về rất nhiều thứ, như là kiểu về ban huấn luyện khá là tốt và chỉ cho em rất là nhiều thứ. Về ăn uống thì em thấy ở đây cũng khá là tốt vì lúc nào cũng có bữa ăn rất là đúng giờ và rất là đầy đủ cho game thủ. Lại máy móc ở đây cũng khá là tốt cho tụi em. Lúc mà em vừa rời Pháp TV để chuyển tới Evolve thì em thấy mọi người đánh giá tụi em rất là thấp, nhưng mà tụi em cũng biết là tụi em là một đội mới lắp ráp với nhau, nên cho dù người ta đánh giá như thế nào thì tụi em vẫn chấp nhận, là tại vì tụi em cũng thật sự chưa có tốt cho lắm, nên người ta đánh giá như thế nào thì tụi em cũng thấy bình thường. Cũng có thể là nhờ người ta đánh giá mình thấp như thế thì mình càng cố gắng nhiều hơn.
em được vào đội hình tiêu biểu thì em cảm thấy khá là may mắn, tại ở vị trí hỗ trợ thì em cảm thấy có rất là nhiều người giỏi hơn em, nhưng mà em được vào thì em cảm thấy rất là may mắn. Một phần thì cũng nhờ anh Quyền giúp cho em rất nhiều thứ, và một phần là em được đánh chung với Dickit, tại vì trước đó em có chơi với Dickit khá là nhiều. Khi mà mọi người đánh giá ở trong top 7 thì mình cũng không quan tâm lắm, tại vì bọn mình cứ cố gắng thể hiện hết những cái mặt tốt của cả đội và hạn chế những cái điểm yếu của bọn mình thôi. Thì khi mà bị đánh giá như thế thì kiểu nó cũng làm cho cả đội cũng có một cái chút động lực để có thể tiến lên phía trước hơn khi mà đánh giá chỉ hạng 7 thôi. Nghĩ là trận thua, tinh thần của team bị ảnh hưởng nhiều nhất là trận thua với team Secret ở lượt đi. Trận đó thì riêng em á thì trận đó nó là em nhớ hoài luôn. Kiểu em bị cướp Baron liên tục luôn. Cứ mục tiêu lớn liên tục cho nên em nhớ trận đó. Đến tới bây giờ. Những tình huống hữu khống chế dồn vào là cực kỳ lâu. Và họ đang CC chọc được vào Son. Anh ta vẫn chưa nằm xuống, có hồi máu của Bakke. Và Son cuối cùng cũng nằm xuống, đó là thiêu đốt của Hany. Lồng đèn quăng ra, Son đang đứng đợi sẵn. Anh ta đang vào thế là người dẫn đầu đội hình của EVOS. Rồng còn 1400 máu, EVOS bắt đầu tiến vào, Cố Tình đang bắt đầu dịch chuyển rồi. Rồng được DNK lấy cho team Secret. Cố Tình chuẩn bị đáp xuống, TS cũng chuẩn bị đáp xuống. DNK là người duy nhất dính vô la quăng và anh ta nằm xuống. Để xem phân công này sẽ thuộc về tay ai. Rồng đang hồi máu, TH đang di chuyển xuống. Hany đã bắt đầu dùng chiêu cuối của mình, án tử tung ra. Ở phía sau, Dipkit bắt một cái ung lồng. Hany lao tới, anh ta đang truy đuổi. Nhưng ta rất đang độc xoáy bảo kê của Bakke và Dipkit hạ gục. Được Hany phía trong con rồng vẫn còn đó. Rồng dành cho Cố Tình, nhưng liệu vào trong tiếp theo thì sao? Không có ai nằm xuống tiếp cả. Nhưng đây sẽ là pha quan trọng. Anh Đồng rất quan trọng. Venus đang bị đấm và Venus còn một chấm máu. Anh ta đã đọc xuống Dipkit được gửi điểm hạ gục và đang bắn khá tốt. Cố Tình không bắn được mọi người Dipkit. Bakke bị lầm choáng bởi Hany, rồng vẫn còn đó, điên cây ở tuyến trên, Cố Tình đang quấy rối, Celeb vẫn giữ máu và team Secret có hai điểm hạ gục. Điên cây lao xuống hang rồng, EVOS đang hùa người và họ có thể mất tất cả trong pha này. Đã có linh hồn rồng lửa dành cho team Secret. 3 đánh với 4 và TH cố gắng đầm, anh ta có đầm nổi không? Có lẽ là không, và anh ta nằm xuống. Dipkit đang từ nhà chạy tới, DNK và Son sẽ cạnh tranh pha trừng phạt này. Dịch chuyển đến từ Celeb, Celeb đã tới rồi, còn Dipkit thì chưa. Baron 2000 máu, DNK lao xuống cướp được Baron. Và sau đó thì EVOS có dấu hiệu đang phải đánh xoay quanh Dipkit và họ tạm thời đánh được. Đây sẽ là pha giao tranh quyết định của ván đấu này. Rồng ngàn tuổi xuất hiện, EVOS đang đứng đợi sẵn, team Secret cũng đang di chuyển ra. Cần phải có những góc vào tạt cánh đến từ team Secret, họ không thể cứ lao vào theo kiểu chân phương này. Từ cánh EVOS muốn đánh trước khi ăn rồng và họ đang tràn lên. Bakke xoáy một người thôi, Dipkit đang bắn cũng một người thôi. Phía trên này thì Dipkit solo không lại Hany, anh ta đang chờ hồi sinh. Bia chạy về, nhưng DNK đứng đợi sẵn. Dipkit mà bị tắt điện là EVOS không còn cơ hội, anh ta cố gắng chống cự nhưng không được. Mỗi bên mất một người nhưng tôi nghĩ rằng EVOS mất người quan trọng hơn và họ đang phải rút lui. Nhưng Celeb là người có di chuyển của Dipkit thì không. DNK là như vậy. Từ trên cánh, anh ta bắt đầu lao vào tấn công của Bakke. Không có thế giới bùng nổ, Bakke đang chạy, Bakke bị lầm choáng. Vô la bắn quăng vào đâu thế này? Cú xoáy đó cũng không có ý nghĩa lắm. Và EVOS vẫn đang chờ đợi Dipkit trong tuyệt vọng. Đồng đội của anh ta nằm xuống hai người. Và thôi rồi, đội hình Wombo Combo mà những cú chiêu cuối cứ quăng vào chỗ nào không. Và đây sẽ là con rồng ngàn tuổi dành cho bên phía team Secret. Đây, đây là lúc mà họ mới đánh nè. TH có dịch chuyển, có một con mắt ở phía trên cho ta dịch chuyển ngay bụi cỏ sau lưng của Secret. Dịch chuyển rồi, chuyển của chúng ta. Bakke ở xa. Cái gì đây, pha phối hợp. Có một cái sự gắn kết rất thấp đến từ bên phía V-Bot. Họ vẫn đang vào thế, nhưng mà Cố Tình đang giữ chân TH ở trong kệ vương quốc tử vong của mình. Son bắt đầu lao vào băng địa chấn tung ra, họ cô lập Venus. Phía trong này thì Son bấm đồng hồ, TH nắm chảo nhiều tác dụng lắm. Venus lui về, ăn tử quay ngược lại, không trúng ai cả. Cố Tình kéo được 3 người về và Secret đang bắt đầu tràn lên. Họ có được điểm hạ gục đầu tiên, có được điểm hạ gục thứ hai, có được điểm hạ gục thứ ba và có luôn cả con rồng. Chuyện gì vừa xảy ra với cú côn đến từ bên phía EVOS này? 10% thì còn đánh cái gì nữa? Rồi giờ sao đây ta? Ôi, mạnh mẽ vậy. À, đây là xác định là DNK vừa hóa rồng xong. Cứ không có rồng là đánh. DNK đang chạy ra.
đánh rất đúng bài đến từ bên phía Evot, nhưng ở trên có thể ăn được con Baron này hay không đây? Hạt không nổ, Pierre mất máu nhiều quá, án tử tung vào dính ngay vào người thấm máu nhất là Pierre. Ánh trăng dẫn lối không trúng ai cả. Baron còn 2.700 máu, DNK đang ở phía trên. DNK cấp 11, Son cấp 10, đại băng tiễn không trúng ai cả. Baron 1.700 máu, Evot quyết định như thế nào đây? DNK lao xuống hang Baron, anh ta vẫn cướp được Baron. Son thua hoàn toàn trong cái kèo trừng phạt này và do đó Evot trả từng người một. Nghĩa là phong độ mùa này với mùa trước em cũng không khác lắm, mà là phong độ lượt đi với lượt về mùa này nó đúng hơn. Thì lượt đi là cũng là sau trận thua với team Secret á, thì em kiểu bị ám ảnh anh. Xong rồi thì mình cố gắng chăm chỉ tập luyện thôi cho những trận lượt về. Hồi lượt về thì em cũng trả thù được rồi, cho nên là em nghĩ là bây giờ người tâm lý không phải là em. Nghĩ trận mà làm cho tụi em thất vọng nhất trong vòng bảng thì em cảm thấy là trận Severus lượt về. Tại lúc đó thì tụi em đã dẫn trước 1-0 rồi, nhưng mà qua game 2 thì tụi em khá là non. Tụi em rất vội trong việc triển khai trận đấu nên tụi em đã để thua 2 game liên tục và tụi em chưa thực sự gắn kết với nhau trong cặp BO3 đó. Nên em cảm thấy khá thất vọng. Theo như mình đánh giá thì Severus không phải là một đội tuyển yếu. Thường thì tất cả những cái trận thua của bọn mình thì đều sẽ có một cái gì đó để học được. Thì trước trận thua với cả Severus thì mình nghĩ là sẽ đem lại cho mình hai cái hướng, đó là hướng tiêu cực và tích cực. Tiêu cực thì bọn mình đã thể thua và để cho bên Secret lên hạng 3 và được chọn bên. Còn hướng tích cực thì giúp cho bọn mình nhìn nhận lại khá là nhiều thứ và đưa bọn mình khi mà bước vào vòng playoff thì vững vàng hơn và cẩn thận hơn, chứ không bị kiểu hừng nếu mà mình thắng liên tiếp một cái mạch thắng như thế, để giúp bọn mình trở lại mặt đất. Thực ra thì ban đầu thì với cái đội hình này thì bản thân mình cũng không cảm thấy tự tin với có thể đưa được cái đội hình này có thể đi xa hơn được, tại vì các em vẫn còn thiếu rất là nhiều thứ, rồi kinh nghiệm, rồi nhiều thứ cần phải cải thiện. Thì đến hiện tại thì các em cũng cố gắng tập luyện rồi chơi cũng khá là gắn kết. Thì với cái sự cố gắng của các bạn cũng như cái sự gắn kết đó thì đội mình nghĩ là hoàn toàn xứng đáng được ở trong top 4 thôi. Giai đoạn đầu thì lúc đó thì em chỉ là một tân binh, mới thi đấu được nửa mùa giải. TH là người chơi đã chơi được một mùa mùa trước cho nên là có khá nhiều kinh nghiệm, và anh Quyền đã lựa chọn TH để thi đấu. Hết phần giai đoạn lượt đi thì TH thi đấu rất là tốt, và nhưng mà ở thời điểm lượt về thì phiên bản khiến cho lượng tướng của TH không phù hợp, với cộng với việc là những vị tướng mà TH chơi tốt thì đối thủ thường rất là hay cấm, cho nên là anh Quyền mới thấy meta bây giờ có những con đấu sĩ phù hợp với team, cho nên là kêu em chơi để vào thi đấu. Những người anh như thầy Quyền thì giúp em tiến bộ nhiều, nhưng mà kiểu như em tiếp thu chậm, em kiểu như em ít nghe lời. Sắp tới bài play-off em sẽ nghiêm khắc với bản thân hơn để sẵn sàng đánh bài play-off. Cảm xúc khá là lẫn lộn, vừa vui và vừa hồi hộp. Bước vào play-off thì em có mục tiêu là trở thành một AD
hay nhất BSET thì hai người đầu tiên em cần vượt qua là Celebrity và Slider. Thì em sẽ cố gắng để thể hiện tốt trong playoff sắp tới. Vì đây là lần đầu tiên em được vào playoff nên em cảm thấy hát được. Xin thay mặt team Evos cảm ơn tất cả các bạn đã luôn đồng hành và cổ vũ team để có thể vững vàng mà tiến được với trận playoff này. Thì trước trận playoff sắp tới thì bọn mình sẽ cố gắng hết sức để có thể thể hiện được tốt và chiến thắng được càng nhiều càng tốt. Cái trận thua mà đáng tiếc nhất ở cái mùa giải này mình nghĩ là với cái trận lượt đi với team Secret. Tại vì trong đội hình của team Secret không có Artifact mà bọn mình đã để thua khá là đáng tiếc. Không có Artifact thì mình win. Ồ má, má ốm luôn. Nếu biết phải bình như nào.